Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với channel của mình nha. Thì ở video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để có được bản mod FDS 2020 và mod các cầu thủ được update cũng như là được thêm những cầu thủ mà được chuyển nhượng ở đợt ở thị trường chuyển nhượng mùa đông năm nay, và gọi là những cái bộ áo đấu hay là những cái gì đó mới thì sẽ được tổng hợp ở bản mod ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì bây giờ thì mình sẽ vào gọi vị các giải đấu của cái này, giải đấu của bản mod này. Đầu tiên thì mình sẽ vào các câu lạc bộ ở Premier League trước nha anh em nhé. Cái này thì không phải bàn rồi, đương nhiên là các cầu thủ sẽ được bổ sung mới nhất rồi anh em ạ. Không thiếu cầu thủ nào cả luôn. Đấy, mình sẽ vào những câu lạc bộ tiêu biểu thôi anh em nhé. Mình sẽ vào câu lạc bộ Liverpool. Liverpool mùa giải năm nay là một trong những câu lạc bộ mà bất bại trên mọi đấu trường, và hiện tại là một trong những câu lạc bộ mà xuất sắc bậc nhất thế giới anh em ạ, và lối đá khá là khó chịu của mình. Câu lạc bộ này thì đang bỏ xa đội bóng thứ hai là Leicester City ở giải Ngoại hạng Anh. Thì tân binh được bổ sung ở đội bóng này đó là Takumi Minamino, cầu thủ người Nhật Bản anh em ạ, đã có rồi anh em nhé. Đấy là ở giải Ngoại hạng Anh. Tiếp theo mình sẽ vào giải Ligue 1 nhé. Mình sẽ vào những câu lạc bộ tiêu biểu thôi, còn cái này thì anh em phải tải về và tự tìm hiểu, chứ biết là xem những câu lạc bộ mình yêu thích thì nó bổ sung những cầu thủ nào anh em nhé. Tiếp theo là Bundesliga nhé. Bundesliga và sẽ bắt vào Dortmund có một bổ sung một tân binh mới, đó là Erling Haaland. Đây là một tiền đạo trẻ, một thần đồng của bóng đá châu Âu hiện tại, thì anh đã bỏ qua rất nhiều các câu lạc bộ lớn trên thế giới để trở đến với Dortmund. Thì đây là một điều khá rất bất ngờ. Thì một số anh em xem bóng đá thì anh em cũng rất là có thể là biết cầu thủ này, Erling Haaland này là một cái cầu thủ trẻ tiềm năng của bóng đá thế giới hiện tại anh em ạ. Được khá rất nhiều câu lạc bộ săn đón, ví dụ là Man City này, Juventus này, hay Real Madrid này, hay là rất nhiều các câu lạc bộ khác săn đón, nhưng mà anh lại chọn video của cuối cùng của mình là câu lạc bộ Dortmund anh ạ. Tiếp theo mình sẽ vào Serie A anh em nhé. Serie A thì năm nay cũng có sự ganh đua quyết liệt với những cái các đội bóng ở giải này. Juventus không còn chiếm thế độc tôn nữa, bởi vì năm nay thì Inter Milan đã rất thành công trong thương vụ chiêu mộ cầu thủ, khi đem về những tiền đạo và các cầu thủ cũ thì đã gắn kết lối chơi và chơi rất là hay. Ví dụ điển hình như là Lukaku, cầu thủ mà được chuyển tới từ câu lạc bộ Man United thì đang thể hiện một phong độ khá là cao trong đội bóng ngày hôm nay. Tiếp theo một câu lạc bộ nữa, đó là đây một câu lạc bộ khá là đặc biệt nữa, AC Milan, với sự trở lại của lão tướng 38 tuổi Zlatan Ibrahimovic. Cầu thủ này thì rất là bất ngờ, không bất ngờ cầu thủ này đã có ý định chuyển về thi đấu ở châu Âu rồi, và chỉ là loanh quanh xem là phải Inter hay là AC Milan thôi. Đấy, cầu thủ này cũng từng thoát áo AC Milan rồi, thì cũng đã để lại dấu ấn rồi. Khi năm nay khi anh trở lại thì anh sẽ phát biểu là sẽ đội bóng này sẽ trở lại top 4 của giải Serie A. Đấy, thì cầu thủ này đã 38 tuổi rồi, nhưng mọi thứ như là sức mạnh thì giảm đi một phần thôi, còn những thứ khác thì anh em có thể biết được khả năng dứt điểm của một trung phong mẫu mực của bóng đá thế giới mà ít ai có thể làm được, Ibra ở tuổi 38. Đấy là anh nhớ là một cầu thủ mình khá là thích, cũng như là gọi là một cầu thủ điển hình trong cái lối đá gọi là dũng mãnh anh em ạ, dũng mãnh cũng như là nói chung là mình rất là yêu thích cầu thủ này, là như vậy thôi. Tiếp theo dưới này có rất nhiều các giải đấu khác, thì một cái điều rất là đặc biệt nữa đó là Asian National, các quốc gia ở châu Á thì có đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Indonesia là những cầu thủ là những câu lạc bộ đội tuyển, xin lỗi anh em nhé, là những câu lạc bộ ở Đông Nam Á. Đấy thì có Việt Nam chúng ta với những cầu thủ ở đây rất là nhiều luôn.
Đấy, rất là hay thì đã có đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta nhé. Ở dưới này còn rất nhiều giải đấu khác thì anh em có thể vào tham khảo giúp mình. Bây giờ thì mình sẽ vào bên trong nhé, mình sẽ vào bên trong xem trận đấu nó sẽ như thế nào. Mình sẽ vào, mình sẽ chọn một câu lạc bộ, mình sẽ chọn là Dortmund nha anh em nhé. Chuyện Dortmund luôn. Ok, ép ship. Mình sẽ đấu với câu lạc bộ Athletic Bilbao. Chúng ta sẽ xem mặt sân cũng như là chất lượng đồ họa ở bên trong nó sẽ như thế nào anh em nhé. Ok, ở bên ngoài thì mình cảnh bầu trời cũng như là mọi thứ thì mình đều thấy ổn rồi. Mặt sân này nhìn khá là đẹp anh em ạ. Anh em hãy gọi là anh em hãy là comment ý kiến của mình về bản mod này nhá, để mình biết cũng như là có thể tìm ra những cái gì tốt nhất cho anh em. Đây là đội hình ra sân của hai câu lạc bộ. Tiền đạo cắm sẽ là Erling Haaland của Dortmund nhá. Ok, mặt sân rất là đẹp luôn. Để xem nó đá xem nó hay không. Đấy, đá cũng khá là hay, độ khó anh em ạ, độ khó tăng lên khi nó không có mũi tên ở đầu mỗi cầu thủ và nó đá sẽ khó hơn một chút, nhưng mà không sao, rất nhiều người đã bảo mình làm cái độ khó tăng lên rồi, như vậy thì có lẽ là các bạn sẽ ủng hộ mình thôi. Aerodit rất là hay. Đội bóng máy đá rất là hay anh em ạ. Sancho cũng là một tiền đạo trẻ khá là tiềm năng của bóng đá thế giới cũng như là bóng đá Anh, khi đang có phong độ khá xuất sắc của câu lạc bộ Dortmund ở mùa giải năm nay. Ok, như vậy là mình đã review qua mà ở mặt sân cũng như là mọi thứ ở bên trong này rồi, thì có lẽ là mình sẽ hết pha bóng này thì mình sẽ thoát ra, mình dẫn anh em luôn nhé, để đỡ mất thời gian cũng như là cho anh em đỡ phải chờ đợi nha anh em nhé. Nốt pha bóng này. Đội bóng của máy thì thi đấu ngang ngửa, có khi còn hay hơn một số người thi đấu ở chùa chúng ta luôn. Đá rất là hay anh em ạ, đá khá là khó chịu, phải bật nhạc liên tục thì mới có cơ hội. Ok, về vị rồi thì bây giờ mình sẽ thoát ra, mình dẫn anh em nhé. Thì đầu tiên thì anh em hãy bấm cho mình, tìm cho mình, lướt cho mình xuống phần download nha anh em nhé. Thì đây là ba cái link này mình sẽ để dưới phần download ạ, mình sẽ ghi download và mình sẽ chỉ mũi tên ở dưới, ở dưới phần mô tả video nhé. Cái này thì rất nhiều anh em vẫn cứ hỏi là phần download ở đâu, tải link ở đâu nhá, thì mình nói rất là kỹ rồi, phần mô tả của video ở dưới video anh em ạ. Anh em lễ lướt xuống và tìm cho mình xuống phần download, nó sẽ hiện ra cho anh em ba cái link như thế này, thì anh em hãy download tất cả ba cái link này về cho mình nhá. Thì mình sẽ vào một cái ví dụ là link Việt này, sẽ vào cái APK này đi. Bước này thì anh em hãy tích vào cho mình phần tôi không phải người máy, block nha, quảng cáo anh em x bỏ đi, tích vào tôi không phải người máy này. Ok, tiếp theo thì anh em hãy bấm cho mình phần click here to country, hay là nhấn vào đây để tiếp tục nhé. Đấy, bước này thì anh em lại đợi cho nó chạy về 0 giây nhé, quảng cáo thì anh em lại x bỏ đi giúp mình nhé, bây giờ đợi cho nó chạy về 0 giây. Một số hình quảng cáo thì nó hơi nhạy cảm một chút, thì không sao anh em nhé, anh em hãy thông cảm giúp mình. Bây giờ hãy đợi cho nó chạy về 0 giây. Ok, nó chạy về 0 giây rồi, anh em sẽ bấm vào phần đây, get link để, hay là lấy link đấy. Bấm vào đây thì chúng ta sẽ có link tải. Đó, thì đây là cái link tải APK nhé. Thì bây giờ anh em hãy download tải về thôi. Ok, thì anh em hãy làm tương tự cho mình vài mấy cái link còn lại nhé. Thì tiếp theo thì anh em hãy tải cho mình Zachiever, và trước khi hướng dẫn thì mình xóa bỏ game cũ đi và mình sẽ hướng dẫn anh em lại nhé. Zachiever thì tiếp theo thì anh em hãy bấm cho mình xuống phần download. Ok, thì bây giờ thì anh em bấm cho mình vào phần APK nhé, phần này trước nhé, APK thì anh em hãy bấm mở và cài đặt tải về.
Bây giờ anh em hãy cài đặt cái APK này về nhé. Anh em làm tương tự như mọi khi thôi. Nó sẽ có ba cái link APK, OBB và data. Thì anh em lại làm theo thứ tự và làm tương tự như mọi khi mình dẫn thôi. Nó không có gì khác biệt cả. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đợi nó cài đặt tải về xong thôi. Xong nhá. Bây giờ ứng dụng đã được cài đặt rồi, anh em bấm phần xong này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bấm một phần OBB. Xem này. Anh em bấm một lần nữa này. Bao giờ nó hiện chữ com chấm này thì anh em bấm giữ chọn này. Bấm sao chép này. Đấy, chọn cho mình phần bộ nhớ thiết bị này. Đây, bộ nhớ thiết bị này. Android này, chúng ta làm phần nào thì chúng ta sẽ bấm phần đấy nhá. OBB, anh em dán vào. Mình làm phần data thì mình sẽ chọn phần data. Còn mình sẽ vào phần OBB thì chúng ta sẽ chọn phần OBB. Thế thôi. Ok, tiếp theo thì mình sẽ làm việc phần data. Anh em làm tương tự nhé. Bấm lần nữa này, bao giờ nó hiện chữ com chấm này thì anh em hãy bấm giữ chọn này. Sao chép, chọn phần bộ nhớ thiết bị này. Android này, data này, cuối cùng em dán vào giúp mình này. Giữ cho màn hình bật này, thì bây giờ chúng ta sẽ đợi nó giải nén đến 100% thôi. Làm tương tự như thế thôi anh em ạ. Cái này nó giải nén rất là nhanh thôi. Ok, như vậy là chúng ta sẽ như vậy chúng ta đã thành công rồi. Bây giờ anh em hãy vào game mà chơi thôi nhá. Vào game chơi. Thì hôm nay hơi ồn một chút anh em ạ. Ở bên cạnh nhà mình có một cái công việc nên là mọi người đang hát hò nên là hơi ảnh hưởng đến video ngày hôm nay. Nhưng mà mong anh em hãy thông cảm giúp mình nhá. Ok, bây giờ chúng ta đã vào game bên trong rồi. Anh em hãy đợi một chút để load đã. Ok này. Ok, như vậy chúng ta đã vào bên trong game rồi. Đến đây thì video của mình cũng sẽ kết thúc nhé. Anh em mà thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký để ủng hộ mình, để mình có động lực làm những cái video hay hơn để phục vụ tất cả các anh em nhé. Đến đây thì mình kết thúc video tại đây thôi. Bye bye anh em, chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ. Bye bye.